À, vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại Meo Đô. Hiện tại thì vừa anh em vừa mới làm chương trình xong các bác nhé. Đang chuẩn bị thu dọn đi, cũng như là vừa em vừa mới đăng lên video lên một chút thôi, đúng không ạ? Trước đây về vài phút thôi thì có bác khách hàng ở Hải Phòng, anh Dũng, cụ thể là anh Dũng các bác nhé, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, đã tin tưởng bên Nam Huy và đặt cho mình một cặp loa, đặt ngay cho mình một cặp loa DMX TX12 các bác nhé. Một dòng loa full này thì em vừa lấy đã công khai nội thất ruột gan cho tất cả các bác khách hàng cùng xem rồi ở video trước đó các bác nhé. Ở đây thì anh em đang tiến hành lắp ráp vào để cất đi các bác nhé, cất gọn vào để lấy chương trình ạ. Xin lỗi các bác, để lấy không gian làm chương trình khác đúng không ạ? Anh em đang cất đi. Bên em chưa kịp lên đơn luôn. Chưa kịp lên đơn các bác nhé. Vừa làm chương trình xong thì mới kịp ghi ra giấy thôi. Một chiều nay thì em bắt đầu lên đơn, đúng không ạ? Chưa kịp lên đơn trên hệ thống thì kịp ra giấy. Và thay mặt Nam Huy cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Và đối với hình thức cặp loa TX12 này thì em đang hỗ trợ chỉ khoảng 8.500.000 đồng là chưa bao ship thôi các bác nhé. Chưa bao ship thôi. Nhưng mà anh Dũng thì có yêu cầu là thôi lấy giá bao ship luôn cho anh, thì em lấy giá 8.800.000 các bác nhé. 8.800.000 là giá bao ship toàn quốc luôn. Một giá bao ship toàn quốc các bác nhé. Cặp này gửi đi thì không trên dưới 300.000 các bác nhé. Đấy, không trên dưới 300.000. Kể cả gửi gần hay là gửi xa, đúng không? Thì nó vẫn tính là hơn 300.000 thôi. Bởi vì cái cặp này thì thực chất là gửi vào hãng vận chuyển thì người ta tính theo cân nặng. Chứ người ta không tính theo đường xa đường gần các bác nhé. Tính theo cân nặng thôi. Nên là cặp này đóng vào thì chắc chắn nó phải rơi vào tầm xích xoát là tầm 40-50 cân rồi. Đấy, tính cả thùng xốp vào, độ cồng kềnh nữa. Nên chắc chắn là giá thành cước rất là cao. Đấy, nên là em lấy 8.800.000 bao ship luôn các bác nhé. Để các bác đỡ lăn tăn, đúng không ạ? Ở đây thì cặp loa bắt 30 gồm 2 đường tiếng các bạn thôi. Đấy, chốt ngay luôn đúng không ạ? Bên em vừa làm chương trình xong các bác nhé. Đấy, cái dòng này thì bán rất là ok. Đấy, các bác làm mà đã chơi sâu với những dòng âm thanh bãi thì bác biết rồi. Đấy, các bác nhìn qua nội thất các bác biết ngay, đúng không ạ? Cái dòng này thì vừa em mới đóng nội thất vào xong. Đấy, vừa ốp vít vào xong rồi nên là không tháo ra nữa rồi các bác nhé. Đấy, các bác có thể xem lại video cũ nhé. Ok, hoặc một chút nữa thì em sẽ làm một chút dẫn chứng lên video này các bác nhé. Về hình thức của cặp này thì các bác biết rồi, những dòng âm thanh bã này thì không thể tránh được sức xác này rồi các bác nhé. Không thể tránh được đúng không ạ? Quan trọng là nội thất ruột gan phải zin. Logo của DMX này. Logo của DMX đây các bác nhé. Bên ngoài sẽ là lớp e-căng để chống bụi cũng như là chống những con côn trùng. Có thể bay trực tiếp thẳng bát loa và chống tác động trực tiếp thẳng bát loa các bác nhé. Và đầy đủ ốc vít cho các bác có thể treo tường ở cặp loa này luôn đúng không ạ? Đằng sau của nó thì sẽ có hai cái tay cầm. Sẽ có hai cái tay cầm, hai tay lắm như thế này. Được thiết kế ở đây đúng không ạ? Đằng sau để bác di chuyển nó dễ dàng hơn các bác nhé. Cặp loa này thì bên em có 4 cặp duy nhất thôi. Đấy, mang cửa hàng có 2 cặp để review thôi. Đấy, bác Dũng trốn mất một cặp rồi. Đấy, còn một cặp cuối cùng các bác nhé. Thì bên em đang để kia đúng không ạ? Đấy, model là TX12. Đấy, công suất cực đại sẽ là 350 này, trở kháng 8 ohm này. Đấy, đầy đủ số seri đây các bác nhé. Đây là một dòng loa thương hiệu của Italia. Một dòng loa thương hiệu của Italia và được lắp ráp tại bên Trung Quốc các bác nhé. China đúng không ạ? Đây là hàng nội địa DMX này. Hàng bãi nguyên zin cho các bác. Con này dùng đường lưu trích các bác nhé. Đấy, dùng đường lưu trích luôn. Bên sẽ hỗ trợ cho các bác những đường tín hiệu lưu trích như thế này. Đấy, sẽ hỗ trợ cho các bác những cái đầu lưu trích như này để các bác nhận loa, bác có thể chơi được đúng không ạ? Có thể test được loa. Đấy, phòng những bác mà không có đường lưu trích. Cặp loa này mà các bác hát karaoke thì quá là hay rồi. Bát con này thì tiếng lời và tiếng nhạc ra cực kỳ sáng các bác nhé, cực kỳ trong tiếng, gần như là không có tạp âm rồi. Con này kể cả em vặn volume xuống không luôn cũng không có tạp âm các bác nhé, không mở chế độ sôi luôn này. Đấy, gần như là không có chế độ sôi của loa các bác nhé. Đấy, một cặp loa bãi rất là xịn như thế này. Đấy, gần như là không có chế độ sôi đúng không ạ? Đấy, một cặp loa bãi rất là tuyệt vời. Ok, tiến hành test qua chất âm thanh cho các bác cùng nghe qua để các bác cảm nhận rõ hơn các bác nhé. Các bác đang quan tâm về những dòng loa bãi TX12 cũng như là KF12 như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, bên em tư vấn này. Đấy, anh em về nội thất ruột gan bên trong đây. Đấy, đầy đủ đây. Cặp này thì em đã làm video trước rồi, chi tiết video trước rồi các bác nhé. Đấy, trọng tâm chính của ngày hôm nay thì sẽ là test hàng cho anh Dũng thôi. Ok, tiến hành test qua chất âm thanh cho các bác cùng nghe qua để các bác cảm nhận rõ hơn về chất lượng cặp loa này các bác nhé. Ok. Đấy, nghe tiếng rất là tí tách luôn ạ. Các bác đeo tai nghe để cảm nhận rõ hơn nhá.
vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất âm rồi các bác nhé. Đấy, dòng TX12 này thì sẽ cao cấp hơn cái dòng KF12 một chút. Đấy, nhưng em sẽ xả đồng giá thôi. 8.500.000 đồng bao ship code toàn quốc. À xin lỗi các bác. 8.500.000 đồng chưa bao ship các bác nhé. Còn đâu 8.800.000 đồng là bao ship code toàn quốc luôn cho các bác. Để các bác lỡ lăn tăn các bác nhé. Các bác đang quan tâm về những dòng sản phẩm như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn bán hàng các bác nhé. Đấy, những dòng này bên em về rất là nhiều. Hôm trước thì bên em về hơn 70 đôi cơ. Đấy, nên các bác cứ thoải mái lựa chọn thôi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.